Thấy bóng đôi chân lấp ló dưới làn nước, thanh niên lội xuống hồ vớt lên thứ khiến cả làng bất ngờ. Nam thanh niên đã bị cả làng chê cười vì lội xuống hồ, nhưng sau đó mọi người đều phải tròn mắt. Mới đây, trên trang thông tin của Thái Lan có chia sẻ hình ảnh của một nam thanh niên nhảy xuống sông khi đã cởi hết áo. Những hình ảnh này được chia sẻ nhanh chóng và nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Toàn bộ những hình ảnh ghi lại quá trình nam thanh niên đã cởi hết áo để lao xuống hồ. Cậu thanh niên đã bị rất nhiều người xung quanh cười chê vì sự mạo hiểm của mình. Lúc đó, mọi người hoàn toàn không biết anh chàng lao xuống hồ với mục đích gì. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cậu thanh niên đã khiến cả làng sốc nặng với thứ được tìm dưới hồ. Anh chàng đã vớt được một bức tượng khổng lồ cao 150cm và nặng 100kg. Bức tượng màu vàng khiến mọi người chứng kiến phải tròn mắt. Nam thanh niên đã phải dùng hết sức để có thể lôi được bức tượng đó lên bờ. Anh chàng cũng đã bị nhiễm lạnh vì ở dưới hồ quá lâu. Bức tượng được xác định đã có từ rất lâu đời và có giá trị lịch sử rất lớn. Chắc chắn cậu nam thanh niên sẽ có một khối tài sản khổng lồ từ bức tượng này. Đi chợ hí hửng mua được mẻ mực ống tươi ngon, cô gái trẻ hết hồn khi được khuyến mại, cả đàn cá trong bụng mực. Cư dân mạng lầy lội đã khuyên nữ chủ nhân đám mực ống rằng: "Tôi chẳng cần tính toán thiệt hơn, có thêm thức ăn ngon vậy là sướng rồi, đem lũ cá rán giòn chấm mắm tỏi ớt thôi." Đi chợ gặp phải cảnh mua hàng bị hớ, người bán hàng câu điêu, treo đầu dê bán thịt chó với các mẹ chắc không còn là xa lạ. Thế nhưng, đã có chị em nào mua được thức ăn tươi ngon mà vẫn thấy hoang mang bối rối như tình cảnh mà cô gái Phạm Như Quỳnh vừa trải qua hay không? Chẳng cần phải nghe Như Quỳnh kể lể dài dòng, xem mấy bức ảnh cô đăng lên thôi là cũng đủ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hẳn là Quỳnh mừng húm vì mua được mẻ mực ống tươi ngon về chiêu đãi cả nhà một bữa. Con nào con nấy to tròn béo múp, nhưng chưa kịp đến công đoạn xào nấu thì cô nàng đã hết hồn chim én khi moi được lần lượt tận 7 chú cá nục to trong bụng đám mực. Nhưng nhiều người thì sẽ nhảy cẩn lên vui sướng vì bỏ tiền mua mực thì lại bất ngờ khuyến mãi trời cho thêm một đĩa cá rán chấm mắm ớt nữa. Song với Như Quỳnh và hàng nghìn cư dân mạng khác thì đàn cá ấy lại trở thành chủ đề bàn cãi ầm trời. Cá này sống ở dưới biển gọi là cá nục, kho lên thì cũng rất ngon, nhưng 1kg thì giá rẻ gấp mấy lần 1kg mực, thế nên là chị gái vẫn lỗ rồi. Tính thiệt hơn mấy chục bạc làm chi, bữa cơm nhà có thêm món ngon mới, coi như là được lộc trời cho, bỏ tiền ra mua một được hai thì còn ngỡ ngàng gì nữa, ăn thôi. Một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là chiêu trò của mấy bà bán cá tinh ranh. Đáng lẽ ra phải được làm giáo sư toán học, nhưng số phận lại bắt họ đi buôn bán hải sản, nghĩ ra mánh kiếm lời bằng thủ đoạn nhét cá vào bụng con mực, bởi chênh lệch giá cả giữa mực ống với cá nục khá cao. Tuy nhiên, những người buôn bán hải sản chuyên nghiệp thì phản bác rằng, bảo người bán nhét cá vào bụng mực là quá oan. Bởi lẽ, có khéo đến đâu cũng khó mà nhét vừa con cá vào mà không làm rách mực đứt râu hoặc là làm xước da của con mực. Có một sự thật khó tin nhưng có thực để giải thích chuyện mua một được hai này. Đó là con mực vừa ăn cá xong chưa kịp tiêu hóa thì đã bị tóm gọn lên làm thức ăn cho người. Thôi thì đây cũng là một bài học kinh nghiệm xương máu cho chị em khi đi chợ. Nhớ sờ thật kỹ để đoán trong bụng mực có chú cá nào không. Thôi thì may số cá ấy vẫn chưa thối hỏng, Như Quỳnh đem rán giòn rồi lại sốt cà chua, thế cũng quá ngon cho mùa hè nóng nực rồi đấy nhỉ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.